Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hiếu Đăng TV. Hôm nay mình sẽ làm một chiếc bể có gắn lồng đẻ cho cá 7 màu. Các bạn hãy theo dõi mình làm nhé. Đầu tiên các bạn đi lấy cho mình một vỏ can dầu ăn loại khoảng 5 lít. Sau đó các bạn muốn loại bỏ chiếc tem dính trên chai đi thì các bạn hãy dùng xăng thấm cho. Xong các bạn cạo nhẹ, nó sẽ bật ra. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy dao dọc giấy cắt lấy phần đầu của chiếc chai để làm chiếc lồng nhỏ cho cá đẻ. Và mình lại cắt loại bỏ phần nắp chai đi. Tiếp tục mình sẽ lấy kéo cắt tua xua hướng từ phần đầu chai lên. Khi đã xong, các bạn cắt lấy một đường đứt lìa ra và ướm vào phần miệng chai, cũng là chiếc bể. Khi đã vừa thì chúng ta lấy keo cố định lại. Mình sẽ gắn những phần tua rua lại, để lại những cái khe nhỏ để khi cá mẹ đẻ cá con ra, cá con sẽ rơi qua những cái khe nhỏ đấy. Mình đã hoàn thành xong chiếc lồng đẻ. Sau đó mình sẽ đi lấy lụ cây cho vào trong chiếc bể. Và đây là những chú 7 màu full gold di bông của mình. Mình sẽ chọn lấy một chú có cá cái to nhất. Dạ, chắc chắn là nó sẽ đẻ được. Và mình sẽ thả nó vào lồng đẻ. Sau đó mình sẽ chờ 2 đến 3 hôm là khi nào nó sẽ đẻ thôi các bạn. Cá đẻ con nó sẽ chui qua những cái lỗ và chui xuống dưới các bụi cây các bạn nhé. Mẹ nó sẽ không chui qua được những cái lỗ này. Mình thả đây chắc chỉ mai ngày kia nó đẻ thôi các bạn. Đây các bạn ơi, sau 2 hôm chú cá của mình đã đẻ rồi. Các bạn nhìn cá con nhiều chưa? Các bạn cứ làm theo cách của mình thì kiểu gì cũng vào có cá con để làm giống các bạn nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ. Đừng quên cho mình một lời bình luận nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn với các video tiếp theo.